Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưu Điện Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin tức thời sự thế giới ngày thứ ba hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2015, và hy vọng quý vị đã có những ngày nghỉ lễ chiến sĩ trận vong thật là hạnh phúc tuyệt vời bên cạnh người thân và trở lại một công việc ngày thường ngày hôm nay. Có thêm sức lực để đi làm thay vì uể oải, phải không ạ? Nhất là những quý vị nào phải lái xe về từ tối hôm qua, không biết sáng nay có dậy nổi hay không. Nhưng mà dù dậy nổi hay không dậy nổi thì tin tức vẫn tiếp tục trôi qua như dòng nước mạnh đang cuốn trôi rất nhiều nhà cửa ở Texas. Chúng tôi sẽ có bản tin chi tiết. Bên cạnh đó là tin cập nhật thêm về vụ thu hồi của công ty Lee Sandwiches với lệnh của USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ra lệnh thu hồi. Đây chỉ là một, có thể nói rằng chỉ là một cái lầm lỗi nào đó của các nhân viên Lee Sandwiches trong lúc họ đóng gói những cái hàng thịt để mà chuẩn bị phân phối cho các cơ sở khắp nước Mỹ. Và thời tiết ngày hôm nay, thưa quý vị, hồi sáng hôm nay mưa bụi, vâng, mưa bụi ở tại quận Cam. Quý vị đứng ở ngoài đường là thấy rõ là ướt luôn đó, nếu mà đứng lâu có thể là ướt cả áo nữa, và trên xe thì cũng đẫm ướt hơi sương. Hiện tượng thời tiết này rất là kỳ lạ bởi vì chúng ta đang chuẩn bị bước qua mùa hè của nước Mỹ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao trung bình chỉ có 71 độ thôi và trời tiếp tục mây mù ảm đạm, thưa quý vị. Nắng nếu có rất là le lói, rõ ràng từ hôm tuần rồi cho đến giờ phút này chúng ta thấy rằng nắng cố gắng chọc thủng đám mây mù ở trên cao nhưng mà không xuyên nổi, thưa quý vị. Bởi vì chỉ số UV cho thấy rằng nếu nắng xuyên qua đám mây mù này thì chỉ số UV có thể lên đến 9 tới 10, đó cũng là hiện tượng đặc biệt. Bởi vì trời mây mù nhưng mà chỉ số UV rất là cao. Tối hôm nay nhiệt độ xuống 58 độ trung bình, là cũng là nhiệt độ mà trong suốt cả vài tuần lễ này chúng ta nhìn thấy. Qua tới ngày mai thì nhiệt độ nhích lên chút đỉnh 72 độ nhưng mà vẫn partly cloudy. Trời vẫn có mây ở khắp nơi như thường. Gió nhẹ khoảng 10 dặm một giờ, độ ẩm 64%, mặt trời mọc sáng mai lúc 5 giờ 45 phút sáng và lặn lúc 7 giờ 55 phút tối, thưa quý vị. Và trong những ngày tới, bắt đầu vào ngày thứ tư 72, thứ năm nhiệt độ tăng lên dần, và đến ngày thứ bảy nay thì quý vị có thể mời bạn bè người thân đi biển được rồi. Thứ nhất đó là trời không có nắng, nắng cũng le lói, nhưng mà được một cái thì nhiệt độ ấm áp hơn bình thường. Cơ hội trời mưa khoảng 10% và gió khoảng 9 dặm một giờ. Cuối tuần này 30 tháng 5, thưa quý vị, 81 độ và thứ sáu là 80 độ. Vâng, từ bây giờ đến cuối tuần này thì nhiệt độ tăng lên từng ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay quý vị nhé. Và nói đến thời tiết giông bão thì những quý vị nào có cư dân, của người quen biết ở Texas chắc chắn là đã, quý vị đã liên lạc để tìm hiểu sự vụ xem coi tình trạng như thế nào. Bởi vì cho đến giờ phút này chúng tôi ghi nhận được có hàng chục người vẫn còn mất tích mà đa số là trong một gia đình. Chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết này. Thế nhưng nhìn thấy hình ảnh thì nhiều chiếc xe họ nói rằng tôi chưa bao giờ thấy nước nhiều như thế. Đã trải qua nhiều trận lũ lụt, bão tố, nhưng mà chưa bao giờ mà nước mà nhiều như thế. Mà nhìn thấy nước như thế này thì California cũng thèm, phải không ạ? Lẽ đương nhiên là quý vị nhìn thấy đây là những chiếc xe mà bây giờ không biết phải làm gì bởi vì đã bị ngập nước lũ. Đây là những chiếc xe đã thoát lũ rồi, tức là nước đã rút rồi đó. Thưa quý vị, từ hôm Chủ nhật cho tới ngày hôm qua và ngày hôm nay, đây là những chiếc xe bị nước nó đẩy đi, khiến chúng đậu san sát ở trên lề đường. Hôm nay thì nước đã rút đi và tình trạng tai nạn xe hơi, nghĩa là diễn ra ở khắp mọi nơi, xe quay đầu rồi. Đây là những chiếc xe đang di chuyển và kể cả xe hàng nữa đi hai hướng. Và nước quá mạnh đã đẩy hết tất cả các xe đi. Thống đốc Texas là Greg Abbott tuyên bố tình trạng khẩn cấp đến 24 quận ở Texas.
một người đàn ông có cái chiếc thuyền nan kayak đã sử dụng để di chuyển chung với con chó của mình. Những con đường sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát xưa nay giờ đây thay thế vào là những chiếc xe bị chìm trong nước lũ, xem như vất đi rồi. Và ngay ở trung tâm này, nước xoáy để mà đi coi như thoát nước dần dần, thưa quý vị. Số người chết được ghi nhận cho đến giờ phút này là ít nhất 3 người và họ chưa tìm được thi thể của 12 người khác nữa. Hàng trăm người cũng đã phải được cứu vớt từ trên các nóc nhà bởi vì nước lũ quá nhanh. Như đã thưa là nhiều người họ cho biết đó, và dự báo thời tiết cũng cho thấy tại một thành phố nhỏ ở trung tâm tiểu bang Kansas, mưa trong vòng 90 phút và trút xuống đây một lượng nước lên đến gần 5 inches, thưa quý vị, chỉ trong vòng 90 phút thôi, một tiếng rưỡi đồng hồ mà nước như thác đổ xuống. Và cống không thể nào có khả năng để ngập. Và thậm chí có những chiếc hồ, chẳng hạn như là hồ Lake Dam, đã vỡ bờ, nước tràn qua hồ và tràn vào nhà dân, kêu gọi tất cả những người dân chung quanh hồ Lake Dam phải di tản. Lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều động từ ngày hôm qua đến để tìm cách hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát và cứu hỏa. Bởi vì số quận hạt bị ảnh hưởng trong trận lũ này quá nhiều. Ở tại Austin cũng bị, và rất nhiều các quận hạt khác trên 3 tiểu bang Texas, Oklahoma, Kansas. Riêng với trong số 12 người mất tích đó, thì có một gia đình, thưa quý vị, cả một gia đình đang nghỉ ngơi trong một căn nhà thuê mướn ở tại Corpus Christi. Và căn nhà này được thuê mướn, sau đó thì người ta thấy căn nhà đã bị nước lũ cuốn trôi đi. Và những người ở trong căn nhà này hiện nay được liệt kê là mất tích. Không biết họ thoát ra, họ bơi đi nơi khác. Nhưng mà người thân của gia đình này ở Texas họ cho biết đó, là cho đến giờ phút này họ vẫn không liên lạc được với gia đình này. Đây là hình ảnh mà quý vị thấy kinh hoàng luôn. Đi. Chỉ cần rơi xuống cái thác nước này, mọi thường là chỉ là những cái con đường đất bình thường. Rơi xuống đó thôi một cái là quý vị nhìn thấy không? Kinh hoàng. Cho nên có những người đã lạc vào trong thác nước này và bị đẩy đi xa nơi khác. Ngày hôm nay cũng thế, dự báo thời tiết chưa nguôi, thưa quý vị, họ còn nói mưa còn khả năng xuống nữa. Vệ binh quốc gia đã đến đây để hỗ trợ các đi tìm kiếm những người mất tích. Và hôm nay họ nói rằng thi thể của cả một gia đình, 8 người, vẫn chưa tìm thấy. Trong số người thiệt mạng có cả một bé trai 14 tuổi và con chó của bé trai. Hai người trong lúc đi tản bộ đã bị nước rơi xuống dòng nước thác và bị nước đẩy đi. Và cuối cùng họ tìm thấy thi thể của em trong một cống thoát nước, thưa quý vị. Đây bình thường là những cái con đường rất là rộng rãi, thoáng mát. Có cả 7-Eleven. Giá xăng quý vị nhìn thấy đó, chỉ có 1-2 đồng 51 sen mà thôi. Ồ, 2 đồng 17 sen. Hay là 2 đồng 58? Vâng, 2 đồng 94, 2 đồng 78 và 2 đồng 58 một gallon ở Texas. Chúng tôi trả lại gửi đến quý vị tiếp tục các bản tin liên quan đến thị trường tài chính ngày hôm nay mở cửa lại và không có gì vui trong một ngày mà người giới đầu tư đi làm trở lại ở tại New York. Ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.